Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hi everyone, it's me, Peter Nguyen again. Welcome you guys to my class. Xin chào tất cả các con, lại là cô Nguyen đây. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô. Today, we will learn Unit 2, Lesson 3, Song. Hôm nay, chúng mình sẽ học bài học số 3 của Unit 2. Trong bài học này, chúng mình sẽ tập trung vào bài hát. Chúng mình sẽ ôn tập từ vựng thông qua bài hát. Rất thú vị đúng không nào? Bây giờ, chúng mình cùng nhau bước vào phần 1 của bài học ngày hôm nay nhé. 1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Nhắc lại. Trước tiên, cô mời các con nhìn lên màn hình. Hôm nay, chúng mình sẽ học 3 từ vựng mới. Bức tranh số 1, các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Back. 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 Cô mời các con nhìn vào tranh và đoán xem back nghĩa là gì nhỉ? Chính xác, back nghĩa là cặp sách hoặc là túi sách. Bây giờ chúng mình bước sang bức tranh số 2. Nghe và nhắc lại nào. Door. Door. Rất tốt. Các con nhìn tranh và đoán xem từ door nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi. Từ door nghĩa là cửa ra vào. Bức tranh số 3. Window. Window. Rất chính xác. Các con nhìn tranh và đoán xem window nghĩa là gì? Rất thông minh. Window nghĩa là cửa sổ. Như vậy, chúng ta vừa mới học phát âm và nghĩa của ba từ vựng mới ngày hôm nay. Trước khi cô Huyền bật file nghe, chúng mình cùng nghe và nhắc lại theo cô thêm một lần nữa nhé. Bag. Bag. Door. Door. Window. Window. Bây giờ các con đã rất sẵn sàng để nghe vai nghe và chỉ vào bức tranh rồi. Các con dùng ngón tay để chỉ vào bức tranh tương ứng nhé. Listening 26. Listen and point. Bag. Door. Window. Window. Door. Bag. Listen and repeat. Bây giờ các con nghe và nhắc lại. Bag. Bag. Door. Door. Window. Window. Các con làm rất tốt. Như vậy, chúng mình đã vừa hoàn thành xong phần số 1 trong buổi học ngày hôm nay rồi. Các con đã nhớ hết 3 từ mới mà chúng mình vừa học chưa? Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần số 2.
Listen and sing. Nghe và hát. Trên màn hình là lời mà của bài hát mà chúng mình chuẩn bị nghe. Trước tiên cô mời các con nhìn vào lời bài hát nhé. Clean up, clean up. Dọn dẹp, dọn dẹp. Clean up, clean up. Hãy dọn dẹp, hãy dọn dẹp. It's time to go home. Đã đến lúc để về nhà. Is this his pen? Đây có phải là bút của cậu ấy không? Yes, it is. Đúng rồi. And this is his bag too. Và đây là cặp của cậu ấy nữa. Is this her book? Đây có phải là sách của cô ấy không? No, it isn't. Không, nó không phải. But this is her eraser. Nhưng đây là cục tẩy của cô ấy. Close the window. Open the door. Đóng cửa sổ. Hãy mở cửa ra vào. It's time to go home. Đã đến lúc về nhà. Chúng mình cùng nhau đọc lời bài hát này một lần nữa để các con nhớ cách phát âm. Khi mà cô Huyền mở file nghe thì chúng mình có thể hát được cùng với các bạn nhé. Các con nghe và nhắc lại theo cô nào. Clean up, clean up. Clean up, clean up. It's time to go home. Is this his pen? Yes, it is. And this is his bag too. Is this her book? No, it isn't. But this is her eraser. Close the window. Open the door. It's time to go home. Các con đã sẵn sàng nghe và hát theo chưa? Cô Huyền sẽ bật file nghe nhé. Listening 27. Listen and sing Clean Up, Clean Up. Clean up, clean up, it's time to go home. Is this his pen? Yes, it is. And this is his bag too. Is this her book? No, it isn't. But this is her eraser. Close the window, open the door. It's time to go home.
Bài hát có nhịp điệu khá là nhanh. Các con đã bắt kịp được nhịp điệu của bài hát chưa? Cô Huyền sẽ bật tai nghe thêm một lần nữa để chúng mình có thể nghe và hát theo nhé. Listening 27. Listen and sing Clean Up, Clean Up. Clean up, clean up, it's time to go home. Is this his pen? Yes, it is. And this is his bag too. Is this her book? No, it isn't. But this is her eraser. Close the window, open the door. It's time to go home. Các con làm rất là tốt. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Trong bài hát mà chúng mình vừa nghe, chúng mình được học thêm một cấu trúc câu rất là thú vị. Đó là cấu trúc đây có phải là gì không? Nếu đúng, chúng mình sẽ trả lời yes, it is. Nếu không đúng, chúng mình trả lời no, it isn't. Và hôm nay, chúng mình tiếp tục ôn tập từ his của anh ấy và her của cô ấy. Trên màn hình là ba từ vựng mà chúng mình học trong buổi ngày hôm nay. Bây giờ, các con và cô hãy thực hành cấu trúc câu mới này nhé. Hình số 1, cô Huyền sẽ nói tiếng Việt. Và các con giúp cô Huyền đặt câu bằng tiếng Anh nhé. Cô mời các con đặt câu. Đây có phải là cặp của anh ấy không? Is this his bag? Các con có đặt đúng không nào? Trong trường hợp các con chưa đặt đúng thì các con hãy lắng nghe và nhắc theo cô nhé. Is this his bag? Is this his bag? Nếu đó là cặp của anh ấy thì mình sẽ trả lời yes, it is. Yes, it is. Nếu đó không phải là cặp của anh ấy thì mình sẽ trả lời no, it isn't. No, it isn't. Rất tốt. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang bức tranh số 2 và đặt câu. Đây có phải là cửa của cô ấy không nhé? Cửa của cô ấy nha, có vẻ hơi kỳ quặc một chút, nhưng mà chúng mình sẽ áp dụng cái cấu trúc mới này cùng với từ vựng mà chúng mình đang học nhé. Is this her door? Is this her door? Nếu đúng, chúng mình trả lời yes, it is. Nếu sai, chúng mình trả lời no, it isn't. Và bức tranh cuối cùng, mình sẽ đặt câu, đây có phải cửa sổ của anh ấy không? Câu này cũng hơi kỳ quặc một chút, nhưng mà chúng mình đang ưu tiên để đặt cấu trúc câu mới và sử dụng từ vựng mà chúng mình đã học hôm nay. Nên cô mời các con đặt cho cô câu, đây có phải là cửa sổ của anh ấy không? Is this his window? Is this his window?
Nếu đúng là của anh ấy, mình trả lời. Yes, it is. Nếu không phải của anh ấy, mình trả lời. No, it isn't. Rất là tốt. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng mình học thêm ba từ mới và cấu trúc câu is this. Đây có phải là trong trường hợp đúng trả lời yes it is, trong trường hợp không đúng trả lời no it isn't. Các con về nhà ôn tập từ mới và cấu trúc câu nhé. Đây cũng là phần cuối của buổi học ngày hôm nay rồi. Tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới nhé. Goodbye. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.